Hello nhé, xin chào tất cả các bác và trước mắt các bác đang là những mẫu chân loa mới nhất của bên Compro Audio mới về cho các bác. Và hiện tại mẫu chân loa này em đang để cho các bác với mức giá là vô cùng là yêu thương. Hiện tại trên Shopee hoặc là Lazada, Facebook các thứ nó hiện tại nó đang khoảng từ 900 đến 1 triệu 100 nghìn đồng. Và bên Compro Audio giá chỉ 600 nghìn các bác nhé. Giá 600 nghìn một đôi loa này. Thì các bác nào mua hàng vui lòng liên hệ qua số 0708 761 888. Các bác để những đôi chân loa này lên, những đôi loa kia thì vô cùng là đẹp và sang trọng các bác nhé. Chiều cao của nó là 80cm, 600 nghìn đồng và số lượng là rất là nhiều. Số lượng rất là nhiều, ở đây thì là một góc nhỏ thôi. Với em có khoảng 1.000 chiếc các bác nhé. 1.000 chiếc và bây giờ là về rất là nhiều. Sắp tới thì là để cho các bác với mức giá như này, để đặt cái số lượng rất là khủng như thế thì giá thì nó mới rẻ được các bác nhé. Các bên khác thì người ta đặt khoảng... một vài chục chiếc thì giá sẽ rất là cao. Và bên em đặt hẳn 1.000 chiếc cho các bác mua rất là nhiều nên là em đặt số lượng rất là lớn. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bác. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video clip lần sau. 600.000 các bác nhé, 600.000, chiều cao là 80cm. Ok, cảm ơn tất cả các bác.